Hello, em tên là Duy và Duy sanh bên Việt Nam. Duy sanh 1990 và ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Duy ở đó khoảng 9-10 năm và làm giấy tờ qua đây bên Mỹ năm 2000. Qua bên Mỹ là năm 2000 và Duy ở bên Mỹ từ đó tới giờ. Duy đang học ở DeVry University và đang học về Engineering, Electronic Engineering. Nếu mà Duy xong cái ngành đó, Duy có thể ra làm giống như repair, là sửa máy móc điện tử hay là vô cái hãng nào giống như hãng Apple hay là Microsoft. Cái đó là cái ước mơ Duy đó. Ngoài học trong trường này thì Duy có volunteer vô thiếu nhi thánh thể. Cái thiếu nhi thánh thể này giống như là Duy volunteer để dạy cho các em nhỏ tuổi từ 5 tuổi tới 18 tuổi về lịch sử Việt Nam, về giống như là hiểu biết phong trào và về giáo lý nữa. Duy nghe Vui Chơi Học Đường và trong Facebook và mấy bạn gửi cho Duy cái link vô cái Vui Chơi Học Đường website và Duy thích vô, tại vì hè này Duy không có làm gì hết nên Duy có thể có cái chance để vô để bắt đầu làm cái gì đó cho vui thôi, chứ không có gì special hết. Nếu mà Duy vô trong Vui Chơi Học Đường này thì Duy chơi cho vui với gặp mấy bạn bè mới và make friend thì còn thắng hay thua gì không có ma đời Duy. Nếu mà Duy chơi vô đó, Duy chơi vui hết mình hết sức là được rồi. Còn cái message cho Duy cho mấy cái contestant thì try your best and đừng có sợ. Còn thắng hay thua thì don't ma rồi. Nếu mà chơi mà vui thì là vui lòng rồi. Còn thua, nếu mà Duy thua first round thì Duy cũng không care nữa. Hi, my name is Duy and you are watching Vui Chơi Học Đường.